Dạ, chào sư cô. Về Việt Nam, dạ. Nó nói lại. Khi ngày về Việt Nam mà sư cô cũng quyết định về Việt Nam theo, thì không trở qua Mỹ có được không? Con đi, con cũng đi về về chứ con cũng đâu có ở bển luôn. Tại đây tử con ở đây nhiều lắm, bỏ đâu có được. Chuyện cá nhân của sư cô là về Việt Nam là không qua Mỹ có được không? Cá nhân của sư cô. Con nghĩ cỡ tuổi con nên bỏ xác Việt Nam tốt hơn bỏ xác ở Mỹ. Đúng tại vì có con cháu rồi lâu lâu nó thăm hỏi mình cũng đỡ buồn. Con đưa ra nghĩa địa toàn là Mỹ đen với Mỹ ngoại, mình đâu biết nói tiếng Mỹ. Còn bên kia chỗ nào cho của người Việt không làm mình có bạn rồi vui hơn. Thì con nghĩ là cũng nên ở bển. Còn kiểu của con là con không có ở bển. Sau này con chết là con chia cho của con ra là tứ phương á, Houston, Cali, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nhiều lắm mà đứa ngủ ngủ vậy. Thì như vậy thì sư cô sẽ chọn. Con nghĩ là như vậy, nghĩ lên bản nhưng mà muốn mà về cõi vô hình á, mà gần mấy chư thiên á. Thì nên bây giờ sư cô đã dành như không biết đất ở vùng vùng An Giang á, nó còn rẻ đó, mua một cục mình không có mua dài mẫu nổi thì mình mua chừng bờ ngang thước, bờ dài chừng 3 thước là đủ chôn được rồi, miễn sao mà mua nổi nó cũng không biết sao, miễn trong cái vùng lãnh thổ của đất cắm thì trong tương lai thì sẽ gặp nhiều chư Phật chư thiên bay lên bay xuống ở đó. Con đón, con biết chắc là sẽ vậy. Tại vì cái gì chấm núi cấm là thánh địa mà. Trước khi sư cô về Đức đây là Thiên về Đức. Thiên về Đức hả? Dạ. Nhưng mà sư cô mà đã là sư cô mà làm gì chắc thầy Nhân Từ ổng buồn lắm. Chuyện của ổng đâu có quan trọng gì hết. Sư cô đâu có coi ổng là người tu đâu, xin lỗi. Dạ. Dạ. Chứ giờ nhốt của tụi con là là giống như những cái mầm móng là đầu tiên, những chiến sĩ đầu tiên của cha mẹ để mà là lập cái đạo Thiên Tâm để làm nên lịch sử nhân loại. Thì những chiến sĩ này đa số là cũng có người Công giáo không mấy con? Công giáo rồi Phật, nhưng mà Phật không phải là Phật gật gù, Phật này Phật chánh kiến. Còn Phật tử mà gật gù là khó độ lắm. Mà con nhận là sư cô tu kinh điển dày bịch, nếu mà hiểu về Thiên Tâm là con cũng mừng. Tại mấy vị nói là hiện giờ ở trong Phật giáo sư cô giống gì thầy Phật tử nữa, là mình nói vậy như khoảng nhiêu triệu người ta, khoảng nhiêu của Việt Nam mình á, bây giờ 50 triệu người mà hơn phân nửa đã là tin Thiên Tâm rồi, đã là âm thầm quy Thiên Tâm rồi, nhưng mà không dám đeo cái dấu thôi, là giống như tin là Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, tin là hôm nay mình tận thế. Chỉ có mấy ông thầy trên mạng nếu ông tin là ông không có thu được lợi nhuận thì ông không tin thôi. Chứ là thầy Pháp Hòa hay là Nhật Từ cũng đâu tin. Sư cô đây đã có chỉ dạy cho người em ở bên Việt Nam rồi. Chuẩn bị mai lá cờ Phật giáo như là lá cờ Việt Nam của mình. Đó là cứu dân tộc. Ba năm á? Dạ. Nghỉ 3 tháng. 3 tháng thôi ạ. À, con là 2 tháng thì cô 3 tháng được rồi. Năm nay sư cô là 74. 74 tuổi. Dạ, tôi kiểu sửa. Dạ, hôm nay là ngày sinh nhật á. Thường mấy người tu ăn chay với đỏ nhẹ nhàng, không có suy nghĩ nhiều, sống dai dữ lắm. Dạ. Mà con suy nghĩ tứ bệ, tứ tông á. Mới còn sống được nhiêu tuổi. Có cho biết là thân mẫu của cô tới 93, 94 là cô cũng phải tới đó rồi. Ồ, vì còn dài quá ha. Dạ. Gái
cổng lên cô để gặp Phật Di Lặc. Dạ, đúng rồi đó, con nghĩ như chúc vậy mừng đó. Sư cô sẽ gặp được Đức Thầy, Ngài cũng sắp xuất hiện rồi đó. Dạ, Đức Thầy là Phật Di Lặc nghe mấy không? Dạ, con nghĩ như vậy đó chứ. Số 1, số 1. Thụ số 2, đệ tử số 2 được rồi. Rồi, rồi, chào sư cô. Ôi trời, cuối cùng quá, tử cũng qua tới đây nó tội nghiệp quá. Chào, chào, lên đây ngồi nè. Trời ơi, tội nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là Thiên Hà Thanh. À, hân hạnh hôm nay lần đầu tiên sư cô đến đây vì sư cô bạn giới thiệu cô ở từ Việt Trinh Nha qua đây. Hôm nay Tết lấy đồ ăn cho Thiên Hà Thanh. Không có gì để chúc cho tất cả quý vị nha, sư cô chúc cho quý vị bốn bài thơ nha. Xuân nghinh các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đồng nghinh bá phúc. Quý vị có hiểu gì không? Rất nghĩa luôn ha. Xuân nghinh các khánh là mùa xuân này là quý vị đón chào những cái niềm vui và những cái sự mà mình mong muốn là mình được vui vẻ là cái đầu năm. Xuân nghinh các khánh, tất cả cái gì quý vị muốn nghinh vào, đem vào thân mình để cho nó vui vẻ trọn năm là xuân nghinh các khánh. Hạ bảo bình an là mùa hạ, lúc nào mình cũng bình an. Mình vẫn đi làm, vẫn ở Mỹ đây gọi là đi cày đó, chứ không phải đi làm. Quý vị có nghe tiếng đi cày không? Phải đi cày là hạ bảo bình an. Trong lúc mùa hạ này mình đó, mình phải vui vẻ, phải phấn chấn lên, phải làm để mà mình có một cái số vốn trong người của mình. Tâm mình đã có Phật rồi phải không? Là cái vốn của mình đó nha. Thu tống tam tai, mùa thu á, những cái tam tai gì của mình trong năm tống cho nó đi hết. Bên này nghe qua bên này mất tiêu, vui vẻ là mình tống những cái tam tai đi hết nè. Thu tống tam tai, đông nghinh bá phúc. Mùa đông là mình đón những cái phúc về cho tới mình, tại vì trong một năm suốt năm mình đã làm những cái gì mình muốn làm rồi, mình đã đạt được rồi thì mà mình phải đem về cho mình cái niềm vui của mùa đông. A Di Đà Phật. Chúc quý vị được an thân tâm thường an lạc, lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng vui vẻ, cứ cười tươi bất cứ một cái gì, kệ mày bỏ qua hết cái kệ, đựng đồ nặng quá ngã xuống dựng lên đựng nữa, kệ hết. Ha, bên này qua bên này mất tiêu rồi kệ rồi còn gì nữa. Vui vẻ nha, để mình được sống dai, sống lâu và vẻ trẻ mãi, đẹp mãi. A Di Đà Phật. Chúc quý vị nha. Con cảm ơn hai sư cô ghé viếng thăm núi Thiên Long Sơn. Nghe con điều hân hạnh. Tại vì chị Hình, con sợ sư cô cứ coi con là ảo rồi. Sợ cô không coi con vậy là con rất là mừng rồi. Sư cô cũng được là hân hạnh được sư cô bạn giới thiệu lên chú cũng nhiều lần rồi nhưng muốn đi nhưng mà chưa đủ duyên, cho nên kỳ này đủ đúng, duyên để gặp được con. Sư cô cứ tự động phát biểu phê bình con như thế nào? Không có, là cô nghe sư cô đây nói thì cô cũng có cũng chiêm ngưỡng đó, cho nên mới tự về Di Nha và lái xe về đây để đi lên thăm, mà lần đầu tiên lên thăm. Cũng chúc cho chú Kiệt đã bành trướng thêm nhiều, độ cho chúng sanh cho nhiều nhiều ra. Nếu đủ đầy đủ duyên là mình độ được nhiều người thì càng tốt. Giờ trong kinh Phật có nói thời mạt pháp áo vàng độ không được, áo màu độ được đúng không? Đúng kinh vậy, Phật có nói đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Thật sự là có. Thì bây giờ sư cô thấy con cũng là đệ tử Phật Thích Ca. Thầy Nhật Từ cũng là đệ tử Phật Thích Ca. Mà ca này không biết cái gì ta, băng ca. Thật sự con biết cốt của mấy ông hết. Nhưng mà con khác hơn tất cả những gì áo vàng. Đó là con dám thời trước mặt các chư Phật. Hôm nay con lặp lại mấy vị đang đứng đây nghe nè. Chư thiên đây đông lắm. Tài, danh, sắc, thực thì con đụng là con quỷ sát. Mấy thầy dám thời không?
con đã từng thầy rồi, cho nên con giữ lời thầy đến ngày còn chết. Cho nên thường con nói với mấy đứa con họ Thiên đó là chờ đến ngày nào mà sư phụ cận tử nghiệp đi, chứ mình mang xác phàm mình còn có ngũ uẩn đúng không, nó đủ chuyện để áp lực. Nhưng mà mỗi ngày mình đều tu tập chung, cho nên hôm nay con cũng là tu tập chung với mấy đệ tử phương xa, rồi cũng ngồi chia sẻ những cái lời hay ý đẹp. Nhưng ngược lại con không còn tham, tức là tham tiền. Tham tiền hay làm chủ, làm chủ có tiền để mà độ chúng sanh, không phải làm chủ có tiền bỏ túi riêng. Và đồng thời cũng có những cái công ăn việc làm nó thuận lợi mà nó đường đường chánh chánh, thì đồng tiền chánh nghĩa thì cha cho thì mình lấy để mình đổ xi măng, là cũng nên có tiền. Là tài danh con không có ham danh, nhưng mà hôm nay con nổi danh thì là do ở ngoài kia đó cha mẹ nói. Trong lúc một cái thời mạt pháp này cũng có rất là nhiều người còn chánh kiến hiểu được con, thì hôm nay con cũng độ được biết bao nhiêu triệu người, thì cũng nhờ Phật dạy. Con cứ nói lời thật, và Thượng Tế Công cũng dạy, Tổ Bồ Đề Lạt Ma cũng dạy con dễ chứ khổ. Nhưng mà thật sự là mấy chư vị con rất là gần gũi. Có những gì thầy có thể tu cả hàng cả đời, nhưng mà là không có tiếp xúc được. Khi đến một người đặc biệt tiếp xúc được thì họ không tin. Nhưng mà con nói thật, con tiếp xúc rất là bình thường với các chư vị, các chư Phật. Tài danh sắc, sắc là gì nó không biết rồi, không dám đụng nữa đâu. Đụng vô, dạ. Đụng vô cái là đụng vô là nó khổ tài á, nửa tỷ cái gì đó, số tiền nó chia đâu mệt lắm con. Để mình lấy mình làm chùa trước hơn. Tài danh sắc thực thì hay là ngủ. Hồi sáng đó là năm sáng nhắn cho Phụng ngay giờ lúc Phụng ngồi thiền con phải không? Cười, biết sao đệ tử này ngủ rất sớm người ta. Ngay giờ Phụng ngồi thiền nghe toàn con. Con nghe hả? Thì thường con chỉ thức 5 giờ, con ngồi thiền cho tới 6 rưỡi. 6 rưỡi con chà răng này xong, cái con vô nhà con có vô con đọc kinh chút. Bởi cứ sinh hoạt như vậy, dạ. Cho nên năm thứ con không có cái đó. Bởi vậy tại sao vì cô nói là cô homeless là lý do, giống như chú vừa nói đó. Áo vàng, mà tại sao bây giờ cô trở thành homeless? Những chỗ nào yên, cô ngồi cô tu, cô thiền được, cô niệm Phật được là chỗ đó là của cô. Chứ không cần một cái gì cô bỏ tất cả mà cô qua Mỹ 50 năm rồi mà cô đã có cái gì cô cũng có hết. Nhưng mà cô đã bỏ hết, bây giờ cô để mặc cái áo vàng. Nhưng mà bây giờ cái áo vàng này trở thành một người homeless. Là chú đã biết như vậy rồi đó. Homeless nói gì? Vậy đó. Ở bên Ấn Độ có lúc Phật nhập diệt á là có cái rừng Sa La đúng không? Thì Phật cũng chết ở ngoài rừng Sa La chứ Phật đó. Phật đâu có nhà đâu. Thì sư cô là đệ tử của Phật là đúng rồi. Bởi vậy đó cho nên cô hy vọng là khi mà cô chết rồi cô cũng chết ở đường Phật đâu có chỗ đâu mà chết nằm trong rừng rừng cây Sa La mà. Bởi vậy nó trời sư cô đi vậy lỡ có chuyện gì thì nó không có gì. Chữ chết nó nằm ở đây từ lâu rồi còn sợ gì nữa. Ví dụ như sư cô đi dọc đường có chuyện gì ở đây không ai bỏ mình hết á. Cảnh sát hoặc là người đi đường họ cũng tiếp cho mình, họ cũng làm cho mình đi rời khỏi cái chỗ đó để cho không có cản trở lưu thông, họ không có bỏ mình. Chứ còn là còn là chùa và Ba Vàng bự quá, không có dám ngự đâu, tại sang quá mà không có ngự, quá lớn, quá sang. Mình đã tu rồi là coi như là tứ đại gia không rồi còn nói gì nữa cho ok rồi con cảm ơn cho cô ghé viếng thăm các chúng con hôm nay rất là hân hạnh rồi tưởng lộ bình an cho cô để tất cả quý vị ở đây với đạo Phật. Nam mô Đà Phật, nam mô cô biến thân Thiên Long Sơn và Thư Sảo. Gặp đạo hữu ngay tại niệm Phật đường Thiên Nam rồi. Con gia duyên cái nhiều vị đủ hết, cõi người cõi trời cõi nào cũng gia duyên.
xong đến lui xong. Chào chào. 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 Chào chào.